Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục tới cái phần mà tạo hoa ha bạn. Thì giờ video trước chúng ta tìm hiểu xong cái phần tạo cuốn rồi, stem. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai thứ, một là cái này và cái này. Cái này là chúng ta sẽ tạo ra tùy chỉnh cái phần lá các bạn, tùy chỉnh cái phần lá cây clip nè. Nên ta sẽ tùy chỉnh cái lá cây. Lá cây là những cái này nè bạn. Lá cây là những cái này đây. Đây là những cái lá cây. Đây là lá cây. Đây là leaf. Còn cái thứ hai trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn là cái phần plant, là những cái ngọn cỏ. Thì thực chất thì tôi thấy hai cái này nè, cái phần lá cây với phần leaf nè. Cái ngọn cỏ với cái phần lá cây nè, hai cái này nó tương tự với nhau. Nên tôi gộp chung một video hướng dẫn luôn các bạn, cái thông số nó tương tự thôi. Còn cái phần ngọn cỏ thì ở đây hiện tại nó chưa có bạn, hình như trong cái mẫu này thì nó chỉ có những cái này là gọi là những cái dưới đây, những cái thấp lè tè như thế này, những cái đó gọi là grass, là cái cỏ ở dưới. Còn cái plant này là cái những cái ngọn cỏ cao phía trên. Thì tôi cho bạn xem thử nè. Thứ nhất là ta sẽ coi cái phần clip nè, là cái cỏ lá ha bạn. Đây lá đây, thì bạn bật tắt nè, thấy chưa? Đó. Đó chính là lá của đó chính là lá của cái hoa này. Đó. Thì bạn sẽ xem những cái tham số nó tương tự thôi bạn. Bạn nó sẽ có 1 2 3 4 5 tham số. Nó cũng có cái tham số chung chỉnh về cái phần mà độ phát triển, rồi số lượng lá. Cái thứ hai là về kích thước lá, chiều dài chiều rộng. Cái thứ ba là về bẻ cong, độ gập của lá hay là turbulent hỗn loạn noi á. Cái thứ tư là về hướng lá như độ xòe ra và độ xoắn. Cái thứ năm là chỉnh hình dạng của lá dựa trên cái đường biểu đồ đường cong cơ. Rồi thì cái phần lá thì nó như vậy ha. Chúng ta sẽ qua tới cái phần led cái bên là ngọn cỏ, thì bạn sẽ thấy là tham số nó cũng tương tự vậy thôi. Thì đối với cái này thì nó sẽ chưa có cái phần, nó không có cái phần gọi là ngọn cỏ các bạn. Ngọn cỏ tôi bật lên thử, nó đang tắt nè. Nó ngọn cỏ là những cái cao như thế này nè. Thì nó trong cái mẫu model này thì nó không có. Ta sẽ sử dụng một cái model khác. Thì cái này nó có nè. Rồi, tôi cho bạn xem thử nha. Cái này ngược lại nó không có lá. Cái này là cái cỏ cỏ gì á, hoa gì tôi không biết nè. Thì ngược lại cái này nó không có cái phần leaf này, không có lá, nhưng mà nó sẽ có những cái ngọn cỏ dài. Đó, thấy chưa? Nó không có lá nhưng mà nó sẽ có những cái ngọn cỏ cao lên như vậy. Đó chính là cái plant này nè. Những cỏ cao lên nè bạn. Đó, đây là những ngọn cỏ cao lên nè. Nó phân biệt với cái phần cỏ bên dưới nha bạn. Cỏ bên dưới là cái cỏ thấp lè tè, dưới đây là grass này. Trong trường hợp nè, nó là cỏ thấp lè tè, bên dưới là grass, còn có những cái ngọn cỏ cao bên trên đây, còn những ngọn cỏ cao bên trên đó chính là cái led này. Rồi ta tắt cho bạn xem thử nha. Nó tắt thì nó sẽ như thế này, bật lên nè, thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ phân biệt được ha. Rồi cái led này là những ngọn cỏ cao, còn này là lá. Thì tham số tương tự nhau thôi, nên tôi sẽ gộp chung video này. Thì bạn sẽ thêm đây nó tương tự luôn nè, thấy chưa? Nó cũng y chang nhau thôi à. Dimension là kích thước rồi nè, chiều dài, chiều rộng. Modify độ cong, độ gập và turbulent. Hướng thì nó sẽ có độ xòe ra hay là cái độ xoắn. Còn đây là chỉnh hình dạng lá dựa trên biểu đồ cơ. Các bạn thấy chưa, hai cái này nó tương tự nhau, nên tôi chỉ hướng dẫn các bạn một cái thôi các bạn. Về cái phần lá này tôi hướng dẫn các bạn bên thân cây cũng nhiều rồi, nó cũng tương tự vậy thôi. Còn này là cái phần led là những cái ngọn cỏ, thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần led vậy ha bạn, phần ngọn, những cái ngọn cỏ cao này. Rồi giờ ta sẽ bắt đầu nha. Thứ nhất là tôi sẽ ẩn những cái ngọn cỏ thấp bên dưới đây nè. Những cỏ thấp bên dưới tôi sẽ tạm ẩn đi để cho chúng ta tránh nhìn nhầm. Rồi ta sẽ tùy chỉnh những cái phần ngọn cỏ cao này. Thì những cái led này, ngọn cỏ cao này thì nó rất là dễ các bạn. Những tham số nó vòng vòng, có mấy tham số nó vòng vòng, nó lặp đi lặp lại hoài à. Thì nên chúng ta hiểu được tính năng hết trơn rồi. Nhìn vô cái chữ tiếng Anh là chúng ta hiểu rồi. Thứ nhất là cái này bật hay tắt nè. Đó. Cái thứ hai là chỉnh cái số lượng ha, cao số lượng đây hiện tại đang là 7. Ta chỉnh lên là bao nhiêu. Ứng với mỗi cái bụi cỏ thì nó sẽ có 7 ha. Chứ cái này nó nhiều lắm. Cái này là như là chỉnh cái này như chỉnh số lượng bụi cỏ vậy. Đúng rồi. Cái này đang là chỉnh số lượng bụi cỏ gì nè. Đây là một bụi gì nè. Nó
Chỉnh số lượng một bụi cỏ gì nè, số lượng hai bụi cỏ. Không phải, đúng rồi, số lượng một bụi cỏ, hai bụi cỏ là tăng lên. Rồi nói chung bằng tăng lên thì nó sẽ ra nhiều cái cỏ thôi, nhiều cái cọng cỏ cao lên như thế này đó. Hay là chỉnh số lượng ha, lưu ý hai số lượng này. Rồi mặc định nó là bao nhiêu, mặc định chỉ có một thôi. Rồi cái thứ hai, cái bias này này không có gì đâu, cái độ chênh lệch độ cao giữa các bụi cỏ nhau thôi. Rồi brown là cái sự phát triển của cỏ lúc nào cũng vậy ha, brown là sự phát triển từ nhỏ tới lớn, nó mọc ra từ nhỏ tới lớn, thấy chưa. Rồi cái này luôn lúc nào cũng là cái phần mà chia đường lưới phương ngang phương dọc. Segment là chia theo phương phương ngang ha, là những cái đường gạch ngang này, phương ngang, những đường gạch ngang này. Còn sheet này lúc nào cũng là phương dọc ha, phương dọc. Mặc định thường lúc nào chỉ là một thôi ha, phương dọc lúc nào cũng là một thôi, một cái đường ở giữa tại tâm. Đây là một cái đường gạch xuống từ giữa tại tâm xuống đây, từ trên thẳng xuống. Rồi tiếp theo chúng ta tới cái này là cái gì, cái này là cái khoảng cách cái ngọn đây nè, phóng to lên cho anh xem ha, những cái cọng cỏ này so với phần ngọn của cái thân ngọn của cái cuốn nè, thì nó là cái tip offset ha, là khoảng cách xa so với ngọn. Nếu bạn giảm xuống thì nó sẽ lại gần cái ngọn cây ha. Cái ngọn đây nè, đây là cái hoa về gần ngọn. Rồi còn cái này là cái độ trượt, run này là cái độ trượt, độ trượt của những cỏ này trên toàn bộ cái thân cây luôn. Nếu bạn chỉnh cho nó gì này thì nó sẽ ra mị mị dưới gốc á, thấp dưới gốc. Còn bạn kéo lên thì nó sẽ phân bố đều lên trên cái phần thân cây luôn, thấy chưa. Rồi thì hai cái này nó chỉnh cái vị trí thôi, cái này gần ngọn, cái thì phân bố trên toàn thân cây. Rồi ok ha, tiếp tục nè. Rồi như thế này, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần dimension là cái kích thước thôi. Muốn nó lớn lên thì chỉnh cái size nè, nó sẽ lớn lên vậy thôi. Rồi cái cộng lớn, cộng cộng cao, cộng thấp, chỉnh cái range này thứ tự thôi, range là thứ tự sắp xếp thôi. Cái range là chiều dài ha, chiều dài. Còn cái width dưới đây là chiều rộng, chiều rộng là phương ngang, thấy chưa. Những cái thông số này nó rất là cơ bản các bạn, hầu như cái nào nó cũng lặp lại gì, nhìn với chúng ta chán luôn. Plane variance nghĩa là cái sự khác nhau về cái chiều dài, sự ngẫu nhiên các bạn, random á. Rồi ta sẽ qua đi. Cái modify là cái độ bẻ cong. Mặc định thì nếu bạn cho nó bằng không thì nó sẽ ở khoảng giữa này, bằng không. Bằng không thì nó sẽ thẳng lên như này. Giống như chào cờ vậy ha. Rồi nó những cái ngọn cờ đó, nó sẽ thẳng lên như này. Lúa các bạn, cái này điển hình của lúa bạn thấy á, nó sẽ thẳng lên như này. Chúng ta sẽ cho nó bẻ cong một tí, nhìn nó mới giống thật các bạn. Nó thẳng quá thì nó không giống. Bạn có hình dung giống như tôi mô phỏng những cái lá của cái cây lúa đi các bạn ha. Giống như đây là những cái lá của cây lúa thì nó sẽ dễ hơn. Đây nó sẽ bẻ cong xuống tí. Bạn có thể là bẻ cong nhiều như thế này. Đó. Rồi. Đây vị trí bắt đầu kết thúc thôi. Còn đây là độ gập của lá. Hai cái mép lá nó sẽ gập lại nhau thì nó trông giống thật hơn các bạn. Hai mép lá, đây là hai mép lá nè, nó sẽ gập lại tại giữa, thấy chưa. Hiện tại tăng lên thì nó sẽ gập xuống, còn ngược lại kéo qua trái thì nó sẽ gập lên. Bạn thấy chưa, nhìn như thế này cho bạn dễ nè. Fold nè ha, fold nó gập xuống, thấy chưa. Cái này là gập lên vậy thôi. Đảo ngược hướng thì phải chỉnh cái này, đảo ngược hướng gập thì chỉnh đây. Còn cái turbulence là sự hỗn loạn, nhưng bạn sẽ nhìn thấy những cái cọng cỏ này nó sẽ cao thấp và nó sẽ được gập khúc lại, thấy chưa, turbulence hỗn loạn. Rồi xong ta sẽ tới cái phần hướng này. Hướng thì bạn chú ý cái độ stretch nè, cái độ xòe ra thôi. Các lá này nó sẽ xòe xuống mặt đất, thấy chưa, nó sẽ xòe xuống mặt đất như là bạn bung cái bàn tay người ta ra vậy đây, hay là bạn chụm cái ngón tay lại, nó sẽ là gộp lại như vậy thôi. Stretch là cái độ phương xa thì chỉnh đây, variance thì chỉnh đây. Còn muốn những cái cọng ở gần tip á, gần cái đỉnh thì chỉnh ở đây ha. Rồi cái này bỏ qua, xoắn thì bạn chỉnh đây. Những cọng cỏ nó sẽ xoắn theo trục z á, tự xoắn thì sẽ chỉnh cái spin này. Xong, cuối cùng cũng vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ chỉnh hình dáng của cái cọng cỏ dựa trên cái biểu đồ curve này. Thì các bạn xem các video trước tới đây cũng đã quá rành ha, cũng quá chán rồi, cái việc này diễn rất là dễ. Đây là cái phần gốc của cái lá, đây là phần đỉnh lá, thấy chưa.
Đây là phần đỉnh lá ở vị trí này. Nó cho nó nhọn. Đây là phần gốc cho nó bè hay là nó nhọn. Thêm điểm nào thì giữ Ctrl. Đây cái này là phần giữa lá nè, muốn nó bự thì kéo lên. Còn muốn nó hẹp thì kéo xuống. Phần thân lá giữa đây. Rồi, video này tôi đã hướng dẫn các bạn xong ha. Cái phần led này tương tự như cái phần phần clip này thôi. Tham số y chang bạn hoàn toàn tương tự luôn. Nên tôi cũng không có hướng dẫn nhiều quá thì nó tương tự, làm nhiều quá thì nó chán các bạn. Thì tôi sẽ chỉnh một số cái thông số cơ bản này ha. Tôi lấy một cái ví dụ nào đó có nhiều lá đi. Rồi tôi tạm tắt cái phần cỏ đi, nhìn rối quá. Đây, tôi sẽ chỉnh nhanh cái phần lá cho bạn xem ha. Đối với phần clip này tương tự nè. Tôi muốn chỉnh cái gì? Chỉnh số lượng. Rồi, chỉnh số lượng nhỏ lại. Rồi, tôi muốn cái gì? Muốn cái độ phát triển của lá. Rồi, muốn chỉnh cho cái lá này nó có đường lưới thì chỉnh đây. Rồi, lá này nó sẽ cái vị trí nó xa cái phần hoa thì chỉnh ở đây. Ha. Nó gần hoa, gần cái hoa này thì nó chỉnh đây, xa hoa chỉnh đây. Rồi, phân bố của những cái lá này trên cái thân cây thì chỉnh đây. Rồi, xuống dưới đây. Chỉnh về cái kích thước lá to nhỏ. Theo chiều dài hay chiều rộng, đây chiều dài, lên là chiều dài. Theo chiều rộng là width. Rồi. Tiếp theo muốn bẻ cong lá thì như thế này. Gập lại hay là bẻ cong xuống đất, nó tương tự như gravity. Còn gập lá là force thì bạn sẽ thấy đây, lá nó sẽ gập. Đây, bạn sẽ nhìn thấy lá sẽ gập. Gập xuống hay là gập lên tùy các bạn. Ha. Tùy các bạn. Rồi. Tiếp theo, tool length là hỗn loạn lá. Cuối cùng là việc chỉnh hình dạng lá dựa trên biểu đồ cơ. Rồi. Rất là dễ. Hai cái này tương tự nhau thôi nên tôi chỉ hướng dẫn một video thôi ha. Thì video này là kết thúc. Qua video sau ta sẽ gần xong cái phần hoa các bạn. Cố lên. Chúng ta sẽ còn tùy chỉnh thêm cái phần petrol là cánh hoa nữa. Và cái phần lá đài là sepal. Thì thật ra hai cái này nó cũng tương tự như một thôi. Cái tham số bạn nhìn nè. Nó tương tự như chúng ta đã học về cái phần clip nè. Phần lá nè. Bạn nhìn kỹ nè. Tham số đâu có gì khác đâu. Nó 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái. Cũng có những cái tham số rất là cơ bản về cái hình dạng, số lượng và kích thước của lá thôi. Petrol này cũng vậy, bạn thấy chưa? Nên video sau chúng ta sẽ lướt rất là nhanh, tại chúng ta đã tìm hiểu được những cái thông số chung của tất cả những cái vấn đề này rồi. Thì video này đây là kết thúc ha. Hẹn gặp lại các bạn qua video sau. Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.